Thành Hợp nha anh em. Thì cửa hàng của em trụ sở đặt ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Là cái địa chỉ cụ thể của em đó, anh nào tới xã Trung Hưng thì cứ tới Bách Hóa Xanh đi, rồi alo em ra em đón nha anh em. Rồi như thường lệ ha, dẫn lên cho anh em lô mát cắt cỏ nha, ngon bộ rẻ ha, máy to máy nhỏ máy lớn gì cũng có hết nha. Thì hôm nay em lên là lô chữ A nha, hôm nay em lên lô máy anh em. Hôm qua chớ lên lô máy cái mấy ông khách điện mà không biết ai mà mở hàng đắt dữ không biết nữa, lai mười mấy cây vậy mà cứ lên hỏi là máy nó nhiêu cây em, mà phải em lai cây hỏi giá em cũng mới được. Em lai mười mấy cây mà cứ lên hỏi cây đó nhiêu em đâu biết hỏi cây gì đâu, mà một sọt gan như vậy đó. Hôm qua đây thì mình rút kinh nghiệm, anh nào xem máy thì số 1, số 2, số 3, nếu không biết chữ cái cũng với máy, nghe không kẹp thì anh coi giùm em cái ngày phát ha. Số 1, số 2, số 3 gì đó thì em biết cái đó bán chưa và em báo hẳn giá cho mình cho nó dễ người mua mà cũng dễ cho người bán nha nè. Rồi bây giờ quay lại quá trình lai máy ha. Đây, xin lỗi cho anh em, hôm nay em có lên một cái bình xịt thuốc nhỏ nhỏ giá 1,2 triệu ha. Đó, khách nào có nhu cầu mua thì alo em ha. Một cây Gowin cốc Makita cốc 1,250 triệu ha. Cái này làm như máy nhỏ miền Bắc ăn nhiều rất là thích anh em ơi. Gowin 232 ha, 1,250 triệu. Makita 227, Tanaka Kyujit 24, Isaki 227 ha. Hôm qua thì 277. Rồi một cây đeo lưng Kyujit 360 có trợ lực. Một cây Honda GF 31 4 thì sang riêng nhất riêng. Rồi một cây Maguyama 2330 ha, rất đẹp nha nè. Một cây Mitsu tên là 23 chế chế hai kim Maguyama 26cc 3 cm, ốc vàng rất đẹp ha. Grip grip này là chạy động cơ của cơ Mitsu nha anh em ha, rất khỏe nha. Rồi cuối cùng là một cây Makita 4 thì 28cc nặng 36 ly nha, có trợ lực nha anh em, dây dịp trắng tư luôn. Rồi anh em ơi, mình mua hàng thì mấy anh liên hệ giùm em số điện thoại nha, 0913136620 ha. Số này có liên kết Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị nha. Rồi bên em nhận ship hàng toàn quốc từ trong Nam ra Bắc ha. Miền Nam đi trong vòng 3 ngày, miền Trung đi trong vòng 5 ngày và miền Bắc đi trong vòng 7 ngày. Nếu thời gian đó mình không nhận được hàng thì mấy anh điện cho em ha. Được xem hàng, test nổ máy trước khi nhận, đặc biệt là không lấy cọc nha. Bên em sẽ không lấy cọc, ví dụ cái máy 1,250 triệu là em đã bao ship và phụ tùng đầy đủ tới nhà, chỉ thanh toán đúng 1,250 triệu nha nè. Đây 6 món phụ tùng của em cho theo là một cái lục giác 4, một cái tiếp mở bu ghi đầu dao, một cái trắng cỏ, một cái đĩa dài 3 tắc, ổ cước, có dây cước cho mình phát cỏ luôn và một sợi dây đeo ha. Là tổng 6 món này là bên em mặc định cho theo ha. Anh nào không sợ ổ cước hoặc đĩa dài thì mình lấy đĩa tròn. Anh nói là cho anh lấy đĩa tròn, đĩa dài hoặc đĩa tròn ổ cước gì đó. Hay là hai tròn, hai cước, hai dài và đĩa tròn thì bên em sẽ trả lại cho nó hết xét ha. Đĩa theo máy vậy thì nó sẽ đi xét anh em. Đó. Còn cái này đĩa mới nè, hàng em bán nè anh em ơi, hàng Việt Nam ha. 80.000 một cái, hai cái 150 nha. Gom cỏ, gom lúa anh em ơi. Cái gom cỏ này 100.000 cái nha. Anh nào mua máy mua gom cỏ theo thì em bao ship ha. Còn mua lẻ thì mình chịu phí vận chuyển 30 là 130 nha. Nhớt hai thì anh em ơi, bình này lít 100.000 nha nè. Mấy anh bóp nhớt mà, bóp bên đây nè, nó sẽ qua đây và lên đây ha. Đó. 1 lít xăng thì mấy anh pha giùm em 40ml nhớt hai thị ha. Cái bình nhớt này có miêu nhỏ cho mình lường này nha anh em. Đó, pha giùm em 40 ha. Lắc lên cho đều, xài bao nhiêu đổ cho mình xăng lớn bao nhiêu. Khi mà mấy anh pha như vậy mấy anh xài thì máy chạy nó sẽ hơi ra khói nha. Nhưng mà bù lại nó sẽ mát máy nha anh em, chứ nó không có hư hao gì đâu ha. Đó, nghe lời em chỉ đi, máy xài bền xài hơn em đền. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho mình xem anh em coi cái nào phù hợp thì mình chốt đơn ha. Rồi Makita. Makita này công suất nó 20cc, nồng nó 30 ly ha. Máy này thì trọng lượng gọn nhẹ nha anh em, tầm 3kg đến 3,5kg ha. Chụp giật có cái đế bỡ đỡ bình xăng luôn. Cái này thì em có lên chế hai kim chế mới rồi nha. Đó. Tôm liền tôm nhựa ha. Mẫu này gọn nhẹ chạy bốc nha. Mấy anh phát, mấy chị phát, mấy bác phát đều ok hết nha. Nè bô khó trắng tư nha nè. Tôm liền tôm nhựa ha. Hai ta đôi ra giữ nha. Trắng cỏ đầu bò zin ha. A1 30 ly, 1,250,000 ha cho cây Gowin cốc ha.
Rồi kế đến là cũng Gubin, Gubin vàng mua ghi đứng nha anh em. Rồi, công suất 23cc nòng 33 ly ha. Máy này chạy khỏe nghe nè, chạy càng nóng máy càng chạy càng về cuối ha, máy càng giãn ha. Đó, hơi bao chắc ha. Cái này thì chế zin quanh rồ ra ngang một kim nha. Đó, máy này thì zin 100%. Tum nhôm tum liền nha anh em. Công tắc nè. Có chân chống bảo đỡ bình xăng rồi cho mình luôn ha. Máy này phát cước cũng vô tư nha, 33 ly lận mà. Hai tay đôi ra giữ, trắng cỏ đầu bò zin ha. Đáp thông số còn đầy đủ nè. Rồi mấy anh chốt thì A2 giùm em 1.250.000 ha. Đó. 1.250.000. Rồi. Makita 227 ha. Thằng này là gần 23cc ha, công suất nồng nó thì 32 ly nha. Gubin cái hình nó, cái áo nó giống như cái hộp cho nên bên em sẽ gọi là Gubin hộp ha. Bình xăng lớn zin đồ nè, hộp máy sáng hới nha nè, chạy chế zin quanh rồ ha, le đỏ tự động nha, đóng le lên ra tắt. Mẫu này thì tôm liền tôm nhựa, tem đẹp quá nè mày, có chân trống luôn ha. Hai tay đôi ra giữ, trắng cỏ đầu bò zin nha. Cái này thì có 1.350.000 hàng nghe nè, 1.350.000 mấy anh chốt thì A3 giùm em ha, dễ sử dụng dễ xài, giá cả phải chăng. 1.350.000 là em bao ship phụ tùng đầy đủ cho mình rồi đó. Rồi kế đến là một cây Tanaka. Phối gì này đẹp, mấy anh nghe cái tiếng vậy không? Cái tiếng đó là do ở trong đây nè ha, cái này nè nè, ở trong đây cái áo buồn nó còn cái miếng nhôm ha, thì do khởi động máy, máy nó chạy thì nó kêu cái này thôi chứ không phải là kêu máy nè. Đó thì cái một lớp ở đây rồi thêm một cái lớp ở ngoài nữa ha. Nè, áo buồn người ta đổ tới hai lớp, máy này đổ rất là sắc sảo nha, và đặc biệt là trọng lượng tầm 5kg trở lại, cái máy không có nặng nha anh em, tính từ nguyên máy với lắp luôn ha. Mình sân lớn trắng tư nè, có trợ lực ha, tóc máy nè, chạy chế zin quanh rồ rồi luôn ha. Tôm liền tôm nhựa ha, Tanaka quá đẹp. Hai tay đôi ha, ga bóp còn ga giữ thì mình cuộn cái này lại thành ga giữ nha. Tắt mở đầu bò zin, đầu bò có chén chống mòn đầu ốc nha. A4 32 ly 1.400.000 đồng ha. Quảng cáo quá trời, giá có 1.400.000. Nói chung hôm nay giá mềm xèo quá anh em ơi. Ai có nhu cầu mua máy rẻ thì mình chốt đơn mấy cái máy này ha. Rồi kế đến là cây Kiwis ha. Kiwis 240. Máy trọng lượng tầm 3,5 kg. Có trợ lực ha, trợ lực chả nha. Chạy chế bít tông ga. Nòng thì 34 ly, công suất 24cc. Mình xăng lớn rồi zin ha. Đó. Tôm liền tôm nhựa nha. Máy gọn nhẹ nha anh em, chạy khỏe luôn ha. Hai tay đôi ga giữ nè. Đẩy lên mở, đẩy xuống tắt nha. Trắng cỏ zin. A5 34 ly 1.400.000 đồng ha. Đó, dễ sử dụng ngay nè. Mấy anh chốt thì A5 giùm em ha, 1.400.000. Gà Dương ơi. Rồi, kế đến là cây Isaki.
237 gần 24cc ha. Nồng 32 ly. Có trợ lực nha anh em. Chụp giật quá đẹp, máy rất là sáng sủa ha. Bình xăng lớn zin. Chạy chế quanh rồ luôn nè. Le đỏ tự động luôn cho mình ha. Máy này khi mà mình đóng le mình sẽ kéo nó qua đây theo chiều mũi tên nè anh em ha. Tum liền tum nhôm nha. Cái bộ tản nhiệt bằng nhôm đâu nè, thun bơ đỡ bằng xăng đồ đầy đủ nha em. Cái máy quá đẹp ha. Rồi lát nó có úp lưng Isuzu đồ luôn nha. Hai tay đôi ha. Ủa gà này gà bóp hay gà gà dư? Gà dư. Gà dư kìa. Xài gà này nha mấy anh. Gà này không có tính ha, xài gà này nha. Tắt nhảy chế độ mở luôn nè. Em xin lỗi xài chế độ. Em sát bên mà em không thấy đường. Chắn cỏ đầu bò zin ha, lắp có thông số nè nha anh em, tem còn nguyên ha. A6 32 liên triệu 4 nha anh em. Triệu 400. Rồi Magu danh ma nha. Để thấy cho nó đi. Để cái máy này ơi. Yanma 2332330. Chạy chiếc zin quanh rồ ha. Một kim ra ngang. Máy này anh em vô khỏi đẹp nha anh em. Máy này rất là liền lạc ha. Đem. Lốc dập made in Japan nha. Công tắc nè. Tum nhôm tum gầy ốc 7 màu rồi luôn ha. Rất sân zin nha. Hai tay đôi ra giữ. Đầu bò zin kia ống ngang thổi coi. Cùng áo máy đồ đầy đủ ha. Tông sạc tông A7 1.650.000 ha cho cây Magu 320. Nói chung nó rất là tiết kiệm nha anh em. Thời xăng á nghe anh em, tiết kiệm xăng lắm. 2330. Đó, rồi Mitsubishi tên là 23. Này là do là trước khi like thì quên test nổ anh em. Đó, cái máy người ta vẫn nhảy nổ bình thường ha. Mitsubishi tên là 23 mà. Đó, nồng 31 ly, công suất 23cc ha. Máy này thì nồng nó không có chẳng mà nồng nó chỉ lẻ thôi nha anh em. Nhưng mà máy chạy rất là giãn, chạy rất là khỏe ha. 32 ly, 31 ly chứ chạy như những cây 32, 33 ly gì đó. Này thì em có chạy chế lên chế hai kim chế zin nha. Đó, chế hai kim chế zin bình sân lớn là bình sân mới nha. Lốc dập made in Japan ha. Tum nhôm tum gời nha anh em, ốc 7 màu trời trợn đẹp. Tum đẹp nè anh em ơi. Lắp dập made in Japan ha. Rồi, có đế bờ đỡ bình xăng luôn nha. Rồi thông số đầy đủ nha anh em. Hai tay đôi ra giữ ha. Rồi trắng cỏ đầu bò đầy đủ nha. Đó. Zin hết 100%. Rồi cây này 1.750.000 nha anh em. Mấy anh chốt thì A8 giùm em 1.750.000 ha. Rồi. Kế đến là Magu Yanma. Magu 26 áo vàng tươi luôn, quá đẹp, quá sáng nha anh em. Đó, nồng 34 ly. À, mình sân lớn rồi zin cho mình ha.
chạy chứ Vinh quanh rồ đồ luôn nha. Tôm liền, tôm nhựa ha. Tắt nè. Tem đồ đầy đủ nha. Lóc dập Made in Japan ha. Hai tay đôi nè, ra bóp nè. Cầm máy. Ở bò ghi. Mấy anh chốt thì A9 cho mẹ em 34 ly 2 triệu nghe nè. Hai cho mẫu Magu nhanh ma áo vàng ra bóp Vinh. Giá cũng vừa phải chứ không phải là quá mắc ha. Cái bình xăng á, có điện để giữa suốt cá đi nha. Đổ hết trơn đó. Rip ha. Rip là cái tên mới của hoạt động chạy của thằng Komitsu thôi. Cái này là bình xăng lớn Vin này nha anh em. Có trợ lực ha. 3261 34 ly ha. Đó, mẫu áo tím rất đẹp, chạy siêu khỏe nha. Máy này chạy rất khỏe, mấy anh nghe máy nổ là biết rồi đó, nổ rất là giòn. Này thì chạy chế hai kim luôn nha. Chế hai kim quanh rồ luôn. Tôm liền, tôm nhựa ha. Vậy chứ mấy ăn cơm này em gà bán đắt giả mang luôn á anh em. Khách chuộng dữ lắm chuộng. Một tay cầm ha. Đó, đầu bò Vin. Bắt ra nè, công tắc nè. Một tay cầm. Rồi cây này thì A10 34 ly 2 triệu 2 ha. Thì anh nào chốt cái máy này mà muốn lên hai tay cầm thì báo với anh em sẽ lên hai tay cầm miễn phí nha. A10 2 triệu 2. Rồi Makita 4 thì ha. Bình xăng lớn Vin nha anh em, mà nó đẹp vậy đó. Xăng Vin nhất Vin giùm em ha. Động cơ Makita 4 thì. Chạy chiếc Vin quanh rồ luôn nha. Công suất 28cc. Nồng nó 36 ly. Máy này đẹp hết chỗ chơi, hết tiếng chấm luôn. Len keng. Tôm liền tôm nhôm ha. Makita nè. Không tắt nè. Có chân chống rồi luôn ha. Hai ta đôi nha. Ra bóp Vin. Đầu bò Vin. A11 34 ly 2.200.000 ha. Úp lưng nữa, nói chung máy này rất là liền lạc nha anh em. Quá đẹp, 2.200.000. Rồi cái đến là theo thứ tự là em lai bình xịt thuốc nha anh em. Rồi, bình xịt thuốc Vin nội địa Nhật Kawasaki. Công suất 22cc, chạy chế bít tông ga ha. Rồi bình này đẹp anh em ơi, liền lạc. Cái này á, là công dụng ngoài mấy anh xịt thuốc ha, thì mấy anh có thể rửa xe. Rồi mình tứ rau, tứ gì thêm đồ được hết nha. Bình này 20 lít, nhưng mà nó sẽ công nhiều hơn 20 lít nha. Tại 20 lít nó nằm đây, còn trên đây nó ra nè. Rất đẹp ha. Cái này 1 triệu 2 nha anh em. Mấy anh chốt A12 giùm em 1.2 ha. Đây. À, hai cây đầu lưng nha. Qgit 360 có trợ lực nè. Nồng 38 ly, công suất 36cc, có trợ lực giật nhẹ nhẹ nổ ha. Máy này quá đẹp nha nè. Bình xăng lớn này chắc hơn nửa lít.
đó. Chạy bình xăng con hay chế bê tông ga qua đeo thì bên em giặt rồi ha, ốp lưng này. Đó mấy cái cây mà mình xin dưới cái gì mà nhà anh nào mà xài máy mà tum lỡ mà kêu ghét thì mình tháo ra, mình xài gần cứng đều được hết ra nè. Không tắt nè, bắt ga nè, chán cỏ đầu bò ghim nè. Đó cái này 2,6 triệu nha anh em, chốt thì A13 giùm em ha. Rồi 2,6 triệu. Rồi cây Honda GX 31 cuối cùng. Công suất là 31cc, nòng 30, nòng 40 ly nha nè. Made in Japan, Honda Motor CO.ld nha. Có trợ lực nha. Cũng xăng riêng nhất riêng ha. Quá đẹp nha. Tum lớn, mô lớn, tum gầy ha. Công tắc nè. Ga bóp ha. Một tay cầm, đầu bò riêng. Chán cỏ bể mình không tính đi anh em ơi, nữa em bổ sung chán cỏ sau. Cây này 2,7 triệu nha anh em, chốt thì A14 giùm em ha. Rồi em chào và hẹn gặp lại, tạm biệt nha.